Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 h 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sáng ngày 13 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Lũng Cà, Lũng Luông, Lũng Nặm, Co Pheo, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An cùng đi có lãnh đạo mặt trận tổ quốc tỉnh, sở nội vụ, văn phòng tỉnh ủy, tỉnh đoàn thanh niên và lãnh đạo huyện Hòa An. Liên khu dân cư Lũng Gà, Lũng Luông, Lũng Nặm, Co Pheo, xã Ngũ Lão có 98 hộ với 481 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông. Trong những năm qua, bà con nhân dân liên khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Trung ương địa phương phát động. Hiện liên khu dân cư có 80% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% hộ gia đình không có chuồng trại dưới gầm sàn nhà ở. Năm 2023 có 68 trên 98 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 9 gia đình văn hóa tiêu biểu. Tuy nhiên với điều kiện địa lý vùng núi cao, dân cư sống không tập trung, thiếu nước, đất canh tác nên thu nhập của người dân liên khu dân cư các xóm còn thấp, bình quân chỉ đạt 16 triệu đồng trên một người một năm. Tại ngày hội, người dân kiến nghị nhà nước tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà văn hóa cho các xóm, sớm hỗ trợ vốn xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân, tiếp tục đầu tư các công trình nước sinh hoạt cho các xóm, nâng cấp tuyến đường đến xóm lũng gà, kéo điện cho các hộ dân cư xóm lũng nặng. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư, Bí thư tỉnh ủy Trần Hồng Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và những kết quả nhân dân các xóm đã đạt được trong năm qua chia sẻ với khó khăn của xóm đồng chí mong muốn bà con các dân tộc trong các xóm phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn tiếp tục học tập các cách làm mới phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo các cấp chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá nhà nước huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cao bằng trung sức xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào cao bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã tặng quà cho nhân dân liên khu dân cư Lũng Cà, Lũng Luông, Lũng Nậm, Co Pheo, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho 8 người có uy tín tiêu biểu của xóm. Cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đều được phổ biến kịp thời đầy đủ và phát huy hiệu quả thực chất. Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thạch Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương trong buổi kiểm tra tại tỉnh Cao Bằng chiều ngày 13 tháng 11. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh có đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tư pháp thông tin về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Cao Bằng. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trên 7.200 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, với trên 686.000 lượt người tham dự, Phát động hưởng ứng tham gia 340 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 102.000 lượt người dự thi. Các tổ hòa giải đã tiến hành hòa giải thành công trên 65% vụ việc. Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Góp phần tạo sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư các đại biểu tiến hành thảo luận làm rõ thêm một số nội dung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay xác định mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với từng nhóm đối tượng chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở công tác trợ giúp pháp lý tuyên truyền pháp luật trong trường học Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy mong muốn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục pháp luật. Đồng thời đề nghị các thành viên cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thành Tịnh nhấn mạnh Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, là tiền đề, cơ sở quan trọng để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, qua đó góp phần thiết thực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Để triển khai hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, đảm bảo bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của nghị quyết số 27 NQTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiên cứu, nhận diện chính xác cụ thể những vướng mắc bất cập, quy định thiếu khả thi để xem xét, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp hoặc có giải pháp để khắc phục kịp thời. Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cần thực hiện theo phương châm lấy người dân làm mục tiêu và đối tượng phục vụ. Cùng với đó tăng cường phát huy vai trò của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp cũng như trách nhiệm các thành viên hội đồng trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra cần tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng chuyên sâu chuyên biệt, tăng cường phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho các đối tượng đặc thù yếu thế, đặc biệt là người dân ở các xã biên giới vùng sâu vùng xa trên địa bàn. Đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn tiếp thu ghi nhận đầy đủ trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Sở Tài chính vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quản lý tài chính và tài sản công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cho lãnh đạo là chủ tài khoản, cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị. Trong 3 ngày các đơn vị sẽ được giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 9 chuyên đề về vận dụng cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các giải pháp để tăng mức độ tự chủ theo lộ trình Nghị định số 60 của Chính phủ, thực hiện giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo nghị định số 32 của chính phủ. Phương pháp quản lý tài chính thực hiện cung cấp dịch vụ công theo phương thức giao nhiệm vụ, hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ sự nghiệp công. Phương pháp quản lý tài chính thực hiện cung cấp dịch vụ công theo phương thức đặt hàng, đấu thầu. Những vấn đề chung về quản lý tài sản công, xác định giá trị quyền sử dụng đất để hạch toán vào giá trị tài sản hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, triển khai các văn bản hướng dẫn cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong phần mềm quản lý tài sản công. Ngoài ra, lớp tập huấn dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp các vấn đề thực tiễn đơn vị quan tâm qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo, chủ tài khoản, cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập cập nhật kịp thời các văn bản, nắm bắt và vận dụng được cơ chế tự chủ tài chính, phương pháp hạch toán cụ thể một số nghiệp vụ chủ yếu, lập báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 70 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong 2 ngày, các học viên được truyền đạt tập huấn nội dung triển khai nghị quyết đại hội 17 Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2023-2028, nội dung phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở và chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nội dung quy trình tổ chức hội nghị công chức viên chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra giám sát của công đoàn cơ sở, công tác tuyên truyền giáo dục, kỹ năng tuyên truyền miệng, hoạt động công tác nữ công công đoàn cơ sở. Công tác tài chính công đoàn, công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua tập huấn giúp các học viên hiểu rõ hơn chủ trương chính sách, quy định về hoạt động công đoàn, tạo điều kiện cho các cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Chiều ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng Tisiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Đại tướng Tisiha lần đầu tiên đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sung lực đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển lên tầm cao mới. Thủ tướng đề nghị chính phủ, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận, và kết luận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước góp phần vun đắp củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Campuchia. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có thương mại, đầu tư, kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân. Đề nghị Campuchia tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người gốc Việt ổn định cuộc sống có thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng Campuchia cảm ơn Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot và xây dựng đất nước. Đại tướng khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực vun đắp cho quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về cơ chế chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh động vật thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8447 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương xây dựng và trình ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ trong phòng chống dịch tàn lợn châu Phi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khi dịch tàn lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2019, vì nhiều lý do khác nhau nên không thể áp dụng cơ chế được quy định tại Nghị định số 02-2017-NDCP ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Do đó, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 42-NQCP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch tàn lợn châu Phi, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại chỉ thị số 34 CTTU ngày 20 tháng 5 năm 2019. Thực hiện nghị quyết số 42 NQCP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 793 QĐTTG ngày 27 tháng 6 năm 2023 về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn châu Phi năm 2019, hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quyết định số 2254 QDTTG ngày 30 tháng 12 năm 2020 về cơ chế chính sách đối tượng hỗ trợ mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ đầu năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có trên 10 văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục cho phép áp dụng cơ chế được quy định tại Quyết định số 2254 quy đề TTG ngày 30 tháng 12 năm 2020. Trong 10 tháng, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 92,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có 7 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66,2%. Báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết số 01 NQCP, tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2023 của Bộ Công Thương cho thấy, với các biện pháp tích cực, đồng bộ nhằm thao gỡ khó khăn để hỗ trợ sản xuất trong nước, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, nên hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục có những tín hiệu tích cực, đã lấy lại đà tăng trưởng trong tháng 10 năm 2023 sau khi trưởng lại trong tháng trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 61,62 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm trước đạt 617,4 tỷ USD, tăng 14,3%, trong đó xuất khẩu giảm 7,1%. Cùng kỳ đạt 313,5 tỷ USD, tăng 16,2%, nhập khẩu giảm 12,3%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 24,61 tỷ đô la Mỹ. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 291,28 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 9,29% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD chiếm 66,2%. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 10 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi ở phía cầu và mức nền tương đối thấp của các tháng cuối năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản trong tháng 10 năm 2023 giảm 5,11% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2022 chỉ ước đạt 3,27 tỷ USD. Theo đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp, đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã khẩn trương xây dựng các phương án bảo hộ công dân, đồng thời chủ động tích cực trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại. Đề nghị phía Malaysia có phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn và sinh hoạt cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ Ngoại giao cũng đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Myanmar đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong công tác bảo hộ tại khu vực. Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không thật sự cần thiết không nên đến hoặc tránh đến những khu vực nguy hiểm. Myanmar cần nhanh chóng có phương án chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam, thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar để phản ứng kịp thời. Tin quốc tế, chính phủ Nhật Bản mới đây đã thành lập một quỹ nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia phát triển dự án liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ. Đây được xem là một bước tiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của Nhật Bản khi nhiều nước khác đẩy mạnh đầu tư phát triển cho lĩnh vực tiềm năng này. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thành lập quỹ chiến lược không gian trị giá 1.000 tỷ yên, khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ cho cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản. Trong 10 năm để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển các dự án không gian, mục tiêu của chính phủ Nhật Bản khi thành lập quỹ này là tăng gấp đôi thị trường đầu tư liên quan đến lĩnh vực không gian ở trong nước từ 26 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ngân sách tài trợ cho quỹ chiến lược không gian sẽ được quyết định theo từng năm nhằm khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, trường đại học và các đơn vị khác. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản sẽ lựa chọn những đối tác phù hợp để trợ cấp kinh phí cũng như đưa ra các hỗ trợ khác. Cạnh tranh trong lĩnh vực hàng không vũ trụ ngày càng gay gắt, Nhật Bản cũng như các quốc gia đang dành nhiều ngân sách hơn cho lĩnh vực hàng không vũ trụ. Trong ngân sách bổ sung trong năm tài khóa hiện tại, Nhật Bản cũng đã dành thêm 2 tỷ đô la Mỹ để phát triển lĩnh vực này. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.